Thưa quý vị, ngày đầu năm 2022, khi các gia đình đang quây quần bên nhau, thì ở đâu đó, tại nhiều cơ sở y tế, nhiều địa phương, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Những nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là lực lượng y tế tuyến cơ sở, lúc này họ vẫn đang phải căng mình chống dịch khi số F0 phải theo dõi tại nhà ngày càng cao. Chào đón một năm mới, họ có những tâm tư, mong ước gì? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của những nhân viên y tế tại Hà Nội. Mong muốn rằng ý thức tất cả của người dân đều làm sao mà chấp hành nghiêm cái chỉ thị của nhà nước mà đề ra là để phòng chống dịch Covid thật tốt, để cùng với lực lượng y tế của chúng tôi để xây dựng làm sao để cho là giảm được tối đa nhất cái dịch y tế, để cho nhân viên y tế chúng tôi không phải vất vả như bây giờ nữa. Sang năm 22 cũng muốn rằng tức là đối với ngành y tế thì sẽ có cái quan tâm hơn, ví dụ như về chế độ chính sách. Về chế độ chính sách phòng chống dịch là có thể là được phụ cấp hơn, tăng hơn, hoặc là những cái mà hỗ trợ đối với sinh viên hoặc đối với các cái lực lượng khác ấy, để cho y tế ví dụ ngoài cái tiêm chủng hay là những cái mà điều trị F0 tại nhà để cái giảm cái tải cái thời gian làm việc. Chỉ mong rằng dịch bệnh Covid sẽ đi vào ổn định và người dân cũng tiếp tục giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sức khỏe để vẫn phát triển kinh tế, để đảm bảo song song vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Và một cái điều đáng mừng thì người dân của huyện Anh Trì cũng như của Hà Nội thì về cơ bản đã được tiêm đầy đủ các mũi, 2 mũi vaccine, và những người đã tiêm vaccine thì triệu chứng nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó cũng đơn giản hơn, và cũng hy vọng rằng sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc và dịch đã sẽ đi dần dần đi vào ổn định và tạo miễn dịch cộng đồng. Và cũng mong muốn rằng người dân trong quá trình sau này sẽ đảm bảo công tác tiêm chủng vaccine bổ sung, những mũi vaccine bổ sung và mũi vaccine nhắc lại hàng năm để đảm bảo miễn dịch trong cộng đồng.